Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Em năm nay thì 50 tuổi rồi. Nhưng mà từ trước đến giờ thì hai vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng mà trong 2 năm nay ấy chị. Vâng. Là em cảm thấy là em hưng phấn rất nhiều. Vâng. Em hưng phấn rất nhiều mà chồng thì đi làm xa. Vâng. Mà em ở nhà là nhiều lúc em cứ nghĩ tới chồng là em cứ thích lên, nghĩa là em cứ gọi chồng, là hai vợ chồng cứ làm tình trong điện thoại với nhau, nhưng mà em không thể không nghĩ đến là lúc nào em cũng cứ hưng phấn lên đấy. Vâng. Em nghĩ là một ngày thì có thể là hai vợ chồng nói chuyện với nhau rồi tự em thị dâm thì có khả năng là từ 2 đến 3 lần, thì xin bác sĩ cho em tư vấn cho em là xem là nó có hại đến sức khỏe gì không. Vâng, vấn đề thắc mắc của bạn sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Bác sĩ sẽ tư vấn. Xin mời bác sĩ. Tôi chào bạn. Em chào chị ạ. Đúng là tôi cũng nghe câu chuyện của bạn với chị Ngọc rồi, và tôi cũng đang thấy là thực ra với một cái xu hướng như bây giờ, tôi là một cái người mà dám nói ra những cái chuyện như vậy, chứng tỏ bạn cũng cảm thấy rất băn khoăn đúng không? Và Vâng ạ. không biết là mình có bị bệnh gì không, hay là hiện tượng đấy là hiện tượng bình thường đúng không bạn? Thế và thực sự trong lòng là mình cũng thấy nó có những cái vấn đề là nó không được thoải mái lắm đúng không bạn? Vâng ạ. Bạn 50 tuổi rồi chứ không phải là 30 tuổi hay là 25 tuổi nữa đúng không? Vâng ạ. Bạn đã mãn kinh chưa? Em chưa, vẫn đều đặn mà cứ nhiều lắm chị ạ. À, kinh nguyệt của bạn vẫn đều đúng không? Ừ, mà phải 5 ngày cơ, mà nó sạch hết là phải 7 ngày cơ. Ừ, nhưng mà cái lúc tăng đá đến giờ. Khối lượng máu của một lần hành kinh nó có nhiều không? Đặc biệt trong ngày thứ 2, thứ 3 ấy. Ngày thứ 2, cái ngày thứ 3, cái ngày thứ 4 là nếu như mà đeo băng là cứ một lúc một, ví dụ như em đang làm cái gì thì ơi nó xuống lên thuật cái là già là tràn trề cái bồn cầu là chỗ ngầu lên đi, thì có là thể ít cái gì ấy. Có thể là cái niêm mạc tử cung của bạn nó cũng khá là dày ấy, cho nên nó mới gây ra cái hiện tượng như vậy. Bạn đã bao giờ kiểm tra xem mình có bị u xơ tử cung hay gì không? Em thì em đi khám thì ngày xưa thì nó có một bị một tí polyp thôi chị ạ, nhưng mà em cắt đi rồi, là có nghĩa là ngày cách đây 5 năm, giờ về đây thì không người ta nói nhiều, nhưng mà cách đây độ hơn 1 năm thôi em mới vừa đi khám thì người ta vẫn là, có nghĩa là ở quê mà về mà đi khám phụ nữ đấy chị. Vâng. Người ta bị cả buổi sáng, có nghĩa là em đi cắt cũa về, em đi tắm rửa, em mới đi, em mới lên em khám sau cùng thì người ta bị cả buổi sáng có mỗi 7 người không viêm mà trong đứa có em đấy. À. Ta bị ôi trời ơi, đúng là ở quê khổ thật. À, tháng giờ mới có 7 người, nữa là em là người thứ, à, chị đó là người thứ 8 đấy. Là bị không bị viêm. À, vâng vâng. Tôi nghe rồi, tôi nghe rồi. Thực ra thì như thế này này, bạn có lẽ là có một cái sức khỏe cũng tương đối là tốt, kể cả cái hoạt động của các cái chức năng của cơ quan sinh dục của bạn cũng khá là tốt. Cho nên là đến bây giờ thì cái mọi vấn đề khác của bạn nó cũng không có vấn đề gì lắm. Đúng là cái nhu cầu về quan hệ tình dục thì trước đây của bạn có thế không, hay là một vài năm gần đây nó mới như thế vậy? Em nghĩ thật với chị là như thế này, là ngày xưa là vợ chồng em vẫn đều đặn vẫn sinh hoạt mà vẫn lên cực đỉnh được, nhưng mà có nghĩa là một tuần độ 3 lần hay 4 lần là cái dưới tuổi 40 chị nhá, nhưng trên tuổi 50 thì anh ấy bắt đầu anh đi làm xa. Vợ chồng vẫn nói chuyện qua điện thoại bình thường là em vẫn thích, nhưng mà cảm thấy là vợ chồng chỉ nói chuyện là mình tình cảm thôi. Nhưng mà cách đây 2 năm là em mới gặp lại người yêu của em, là cách này 25 năm mới gặp lại chị ạ. Vâng, tôi vẫn nghe đây ạ. Nhưng mà cái lúc ấy thì chồng em đi vắng thì có đến này hai đứa nói chuyện thì anh ấy có cầm tay em đòi hôn em, nhưng mà em tránh được. Có nghĩa là từ cái ngày anh về quê, anh về quê vợ anh đi, cái là bắt đầu là từ đấy trở đi là em cảm thấy là nó cứ hưng phấn cả ngày. Không phải là nghĩ đến anh ấy đâu, nhưng lúc nào em cũng cứ đòi chồng em nói chuyện,
như hai vợ chồng nằm bên nhau. Tôi thì Nhưng bệnh nhân tôi nghĩ thế này, cho dù mình có ham muốn nhưng mà mình nói ra cái điều ấy và mình thể hiện như vậy, chứng tỏ là nó có một cái sự thôi thúc rất là lớn ở trong người. Đặc biệt là phụ nữ Á Đông thì khi mà người ta thể hiện ra cái điều đấy là chứng tỏ nó có vấn đề rồi. Chứ chứ người bình thường thường, đặc biệt là đến cái tuổi sinh lý như của bạn đi vào cái chu kỳ bình thường, hiếm người được như thế. Hiếm người có nhu cầu như vậy và thể hiện như vậy. Tuy nhiên thì mình cũng không phải nghi ngờ gì lắm, nhưng mà cũng nên kiểm tra xem là liệu nó có một cái trục trặc gì ở chỗ nào đấy mà nó kích thích cái vùng hưng phấn đấy không, thì nó mới tạo ra những cái mà nó khá là ngược với sinh lý như vậy nhá. Thế tôi thì tôi thế là không phải nghĩ là đi cái khám như thế chuyện, nào chị? đúng rồi, tôi thì tôi không nghĩ cái chuyện là bạn gặp lại cái người tình cũ và anh ấy chỉ có hôn bạn một cái mà bây giờ bạn về bạn lại Chị ham ơi, muốn anh suốt chỉ có ngày. cầm tay, anh cầm Ừ tay đấy, là nó còn kéo chưa em hôn lại đúng nhưng không? mà em tránh được em chạy Ừ vù ta săn luôn. ừ đấy. Mà lúc ấy là em cũng thấy nó cũng rung động thôi, nhưng mà sau cuối cùng là anh nhắn tin nhiều lắm nhưng mà em cứ đọc là nó cứ cảm thấy nó cứ dưng dính người lên, nghĩa là đến từ sau bữa đây là có nghĩa là cứ thấy tin nhắn đến là em khó ngay. Em không dám đọc nữa nhưng mà đến một thời gian sau là anh cũng cắt đứt liên lạc luôn. Ừ, tôi thì tôi nghĩ thế này, có lẽ bạn nên đi kiểm tra, bởi vì tuổi như của mình này, tuổi vào tuổi 50 rồi, ít nhất là mình cũng nên tầm soát về sức khỏe sinh sản của mình, tầm soát về ung thư vú, tầm soát để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung ít nhất là 1 năm 1 lần. Đặc biệt trên cái người như bạn, cố gắng nên nên đi kiểm tra. Bạn có thể đến bệnh viện chuyên về sản phụ khoa của Thanh Hóa nhé, để người ta kiểm tra cho bạn. Đặc biệt tôi nghĩ là họ sẽ phải xét nghiệm một cái gọi là xét nghiệm nội tiết tố sinh dục cho bạn để tìm nguyên nhân xem là vì sao mà bạn lại có những cái hưng phấn như quá mức như vậy. Bởi vì với một cái người như bạn mà dám thể hiện ra như thế, chứng tỏ là nó có những cái áp lực nhất định ở trong cơ thể rồi mới mới biểu hiện ra như vậy. Tốt nhất mình nên đi kiểm tra đi, biết đâu đó là một triệu chứng của một căn bệnh gì đó, có thể cũng không hoàn toàn là ở cơ quan sinh dục mà có thể là ngoài cơ quan sinh dục, nhưng nó rối loạn đến cái hoạt động điều hòa nội tiết, thì nó có thể gây ra cái hiện tượng như vậy nhá. Mình đi kiểm tra đi, em đến bệnh viện chuyên về sản của Thanh Hóa để các bác sĩ người ta sẽ tìm hiểu kỹ cho mình thêm nhá. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình.